Bộ Quốc phòng Nga ngày 19 tháng 4 đưa ra đề xuất mới kêu gọi các binh sĩ Ukraine đang cố thủ trong nhà máy thép Azovstal, thành phố Mariupol bị bao vây, giao nộp vũ khí trong ngày 20 tháng 4. Theo đó, bắt đầu từ 18 giờ ngày 19 tháng 4 theo giờ Việt Nam, lực lượng Ukraine có tổng cộng 2 tiếng để rời nhà máy Azovstal trong tình trạng không mang theo vũ khí. Tuy nhiên, không một binh sĩ Ukraine nào ra hàng. Nhà máy Azovstal đã trở thành pháo đài cuối cùng của phía Ukraine tại Mariupol trong những ngày gần đây. Sau gần 2 tháng giao tranh, cuộc chiến giành quyền kiểm soát giữa hai bên vẫn diễn ra ác liệt. Quân đội Nga sở hữu ưu thế trên không, trong khi đó phía quân đội Ukraine nhận được sự hỗ trợ nhiều từ các nước phương Tây. Theo lời ông Lavrov, một giai đoạn khác của chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine đang bắt đầu và đây sẽ là thời điểm quan trọng của toàn bộ chiến dịch đặc biệt của Nga. Tuy nhiên, Nga sẽ chỉ sử dụng vũ khí thông thường trong giai đoạn này. Cũng theo ông Lavrov, Nga đã thay đổi bố trí lực lượng ở Ukraine sau cuộc đàm phán trực tiếp với phái đoàn Kiev ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29 tháng 3 nhằm thể hiện thiện chí hướng tới hòa bình, song Ukraine không trân trọng điều này. Theo truyền thông quốc tế, cuộc xung đột Nga-Ukraine đang chuyển hướng từ những đô thị đông dân cư sang khu vực đông nam thuộc vùng Donbass. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cáo buộc Nga đã bắt đầu chiến dịch quân sự mới ở vùng Donbass, đồng thời đã giành quyền kiểm soát thị trấn Kremina ở Lugansk. Liên quan đến tình hình chiến sự tại Ukraine, Nga hôm qua cho biết đã thiết lập một hành lang nhân đạo cho binh sĩ Ukraine rút khỏi thành phố Mariupol. Moscow cũng thông báo đã trục xuất nhiều nhà ngoại giao của Bỉ, Hà Lan và Áo nhằm đáp trả các biện pháp tương tự của các nước này. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã mở một hành lang nhân đạo tại Mariupol cho các binh sĩ Ukraine tình nguyện hạ vũ khí. Theo đó, toàn bộ hoạt động quân sự xung quanh điểm nóng giao tranh ở nhà máy thép Avoskan đã được tạm ngừng. Các đoàn xe nhân đạo cũng đã được triển khai để đưa binh sĩ Ukraine rời khỏi thành phố để đến với những cơ sở tạm trú. Tuyên bố được đưa ra sau khi Nga thông báo đang bắt đầu triển khai giai đoạn mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt của mình, tập trung vào khu vực miền đông Ukraine. Cùng ngày, đại sứ Nga tại Ba Lan tuyên bố Moscow sẽ đáp trả Ba Lan nếu đại sứ nước này cùng Warsaw phải dừng hoạt động do không nhận được ngân sách từ trong nước. Tháng trước, Ba Lan đã trục xuất 45 nhà ngoại giao của Nga cũng như phong tỏa tài khoản ngân hàng của đại sứ quán Nga ở nước này. Trong khi đó, tác động nặng nề từ xung đột Ukraine đang lan rộng khắp thế giới, khiến quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã phải hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống mức 3,6% trong năm 2022 và trong năm 2023. Theo báo cáo triển vọng kinh tế thế giới được IMF công bố hôm qua, mức dự báo tăng trưởng mới thấp hơn lần lượt là 0,8 điểm phần trăm và 0,2 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng giêng. IMF nhận định xung đột Ukraine đang gây ra tác động sâu rộng đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt là ở những quốc gia nghèo nhất, đe dọa xóa bỏ những thành quả trong hồi phục kinh tế sau đại dịch. Báo cáo của IMF cũng nhận định các nước châu Âu sẽ chứng kiến tăng trưởng chậm hơn do xung đột Ukraine để giá nhiên liệu và lương thực tăng cao. Theo IMF, Italia và Đức là hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề hơn so với các nước châu Âu khác. Về lạm phát, IMF cảnh báo đây là mối đe dọa hiện hữu và rõ ràng với nhiều quốc gia, nhận định lạm phát sẽ tiếp tục ở mức cao trong thời gian dài. Các chỉ số kinh tế vĩ mô của nền kinh tế Nga đang cho thấy tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây. Trong tháng 3, lạm phát đạt 16,69%, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2015. Khối lượng sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại giảm 11%, trong các lĩnh vực khác thì giảm từ 9 đến 10%. Dự kiến đến cuối năm 2022, tỷ lệ thất nghiệp trên cả nước tăng từ mức 4,4% hiện nay lên 7,1 đến 7,8%, tức là sẽ mất khoảng 2 triệu việc làm. Trước tình hình nêu trên, nhiều tổ chức đã điều chỉnh hạ dự báo đối với nền kinh tế Nga. Ngân hàng Trung ương Nga điều chỉnh dự báo GDP cả năm 2022 giảm 8%, là mức sụt giảm lớn nhất kể từ năm 1994, từ mức dự báo tăng trưởng 2,4% trước đó. Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới dự báo GDP của Nga năm 2022 giảm 11,2%, trong đó đầu tư giảm 16,9%, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 30,9%, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 35,2%, lạm phát ở mức 22%, tỷ lệ người dân dưới chuẩn nghèo tăng từ 11% lên 12,8%. Trong báo cáo tình hình kinh tế trước Duma Quốc gia mới đây, Thủ tướng Mikhail Mishustin khẳng định Nga cần nhanh chóng tái cơ cấu nền kinh tế Nga, thay thế hoàn toàn nhập khẩu hàng hóa phương Tây bằng các nguồn khác và chủ yếu phải là sản xuất trong nước. Chi ngân sách Liên bang Nga trong quý 1 năm 2022 đã tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, nhằm bơm tiền ra thị trường để hỗ trợ nền kinh tế, 120 tỷ rúp tương đương với khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ cho các doanh nghiệp xương sống và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 35 tỷ rúp cho các công ty xây dựng vay ưu đãi, 3,5 tỷ rúp dành cho các chương trình hoàn tiền cho khách du lịch nhằm thúc đẩy du lịch nội địa. Thậm chí nhiều chuyên gia kinh tế dự báo đây mới chỉ là những ảnh hưởng bước đầu, bởi tác động của các lệnh trừng phạt bao giờ cũng có độ trễ nhất định và nhiều khả năng nền kinh tế Nga sẽ còn khó khăn hơn nữa trong nửa cuối năm nay.
Quang Vinh, phóng viên thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Moscow, Liên bang Nga. Với hàng triệu tín đồ Hồi giáo trên thế giới, tháng lễ Ramadan là khoảng thời gian quan trọng để thực hiện đức tin của họ thông qua các nghi lễ cầu nguyện và thực hành thanh tẩy tâm hồn. Trong tháng lễ này, có một món ăn độc đáo không thể thiếu, đó là bánh mè rang Bajarep. Mỗi năm, cứ vào tháng lễ Ramadan, tiệm bánh Razem ở thành cổ Jerusalem lại tấp nập chuẩn bị những mẻ bánh tráng tẩm hạt mè rang Bajarep, một món bánh vô cùng phổ biến với tín đồ Hồi giáo. Những chiếc bánh Bajarep được biến tấu từ phiên bản nhỏ hơn để trở thành loại bánh ăn vặt khoái khẩu trong dịp tháng lễ này, và hương thơm đặc trưng của gỗ ô liu mà không loại bánh nào có thể có được. Tại Jerusalem vào dịp này, du khách có thể tìm thấy Bajarep được bày bán ở khắp thành cổ. Theo ông Andrazem, bánh Bajarep thường được chỉ làm trong tháng lễ Ramadan. Đây cũng là lúc nhiều người tìm mua loại bánh đơn giản mà đặc biệt này để nhâm nhi thay cho những bữa ăn chính trong thời gian hành lễ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, nếu như trong tuần trước có tới 4 trên 5 thành phố có dịch bệnh lây lan nhanh là tại bang New York, thì sang đến tuần này, các thành phố Champaign ở bang Illinois và Burlington ở bang Vermont đã nhảy lên chiếm vị trí hàng đầu. Cụ thể, theo số liệu ghi nhận trong 7 ngày qua, tỷ lệ ca mắc mới ở thành phố Champaign là 62,6 ca trên 100.000 dân, cao gấp rưỡi so với tuần trước đó. Tỷ lệ này ở thành phố Burlington là 56,8 trên 100.000 dân. Trong khi đó, tỷ lệ ca mắc mới ở thành phố Syracuse, Utica và Ithaca cùng ở bang New York dao động quanh mốc 56 ca trên 100.000 dân. Cũng theo CDC Mỹ, dòng phụ BA2 của Omicron đang là biến thể lây lan chủ đạo chiếm tới 3/4 số ca mắc mới tại Mỹ. Tại quốc gia láng giềng Canada, nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 mới cũng đang trực chờ sau khi nhiều địa phương ở nước này thu hẹp quy mô thu thập và báo cáo dữ liệu dịch bệnh và ngừng xét nghiệm trên diện rộng. Dự thảo nghị quyết nêu rõ, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ có quyền tiến hành phiên họp toàn thể để thảo luận về vấn đề đã bị một hay nhiều nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an bỏ phiếu phủ quyết, và phiên họp toàn thể này sẽ được tiến hành trong vòng 10 ngày sau đó. Nếu được thông qua, đây sẽ là một bước tiến lớn trong công cuộc cải tổ hệ thống Liên Hợp Quốc mà Tổng thư ký Antonio Guterres đã nhiều lần kêu gọi nhằm phát huy tối đa khả năng cũng như trách nhiệm và tính minh bạch của Hội đồng Bảo an trong việc đưa ra các quyết định. Được biết, hiện dự thảo nghị quyết đã được khoảng 50 nước công khai ủng hộ và sẽ được đưa ra bỏ phiếu trước Đại hội đồng sau 1 hoặc 2 tuần tới. Mỹ là nước ủy viên thường trực duy nhất đã lên tiếng ủng hộ dự thảo, trong khi 4 nước ủy viên thường trực còn lại bao gồm Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh chưa nêu quan điểm. Làm thế nào để 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an không lạm dụng quyền phủ quyết đầy quyền lực của họ vốn đã là câu hỏi chưa có lời giải đáp của Liên Hợp Quốc từ nhiều năm qua. Thế nhưng việc Hội đồng Bảo an không thể ra được nghị quyết gì khi cuộc chiến Ukraine xảy ra đã khiến cho câu hỏi này trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Trong cơ chế hiện nay, chỉ cần một nước trong ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an dùng tới quyền phủ quyết thì Hội đồng Bảo an không thể ra được quyết sách gì, cho dù đối với những vấn đề khẩn cấp. Chính vì vậy, phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gồm 193 nước thành viên hôm nay thực sự có ý nghĩa hết sức quan trọng trong nỗ lực nhằm cải tổ Hội đồng Bảo an để cơ quan duy nhất của Liên Hợp Quốc có quyền ra quyết định mang tính thực thi này sẽ thực sự phát huy được hiệu quả. Hải Vân, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin từ trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ.